đậu gần 5 phút là chín rồi. Rồi
nóng giòn quá rồi ngon. Mua về đưa quay lên ngon. Tại hướng đường này á, con mất chạy tới khoảng chừng cây số là thu trước được phần 100.000 con đinh.
ăn bánh mì. Ở đây có bán chả cá không luôn nha. Sau gần 5 phút là chín rồi. Bớt dần nữa, hay quá. À, bỏ vô ép. Thì ép giống như ép tà lông vậy. Ép tà lông. À.
cho nổ mì không đi. Khỏi gần bao, khỏi gần bao lâu. Có rồi, có bao rồi nè. Đậu hũ, đậu hũ. Bán em một ly đậu hũ. Ít đường. Ít đường nhiều gần nha chị ơi. Dạ. Ít đường nhiều gần. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Yeah.